Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh xong đi bình. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thua quân vị A1. Với cái máy thua quân vị A1 này, anh em vào những sòng cái sới muốn bịp người ta không cần bạc bát đĩa quân cán đi, anh em có thể làm chủ chơi anh em nhá. Anh em vào sòng và sới chỉ cần cho tôi cái máy thua quân vị A1 này thôi là anh em làm chủ chơi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nhá. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nha. Cứ gần cái sóc lên, những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát, trong đĩa, nó sẽ có những tiếng động anh em nha. Anh em cảm tưởng nó giống nhau, nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được, bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nha. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản. Với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống, tất nhiên nó là lẻ, máy tự khắc dùng một cái, và mặt chắc nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nha. Cứ một cách từ 2 mét hất về, nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhẹ anh em nha. Trong sòng, trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ, nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi. Còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ. Đây là bộ bát đĩa xanh chín, tôi thử luôn anh em nhá, anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng luôn cho anh em này. Anh em đi về tôi kiểm chứng đi này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín. Anh em đi mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá. Hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Bây giờ anh em đi chơi, anh em biết khởi động nguồn lên. Khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá. Bây giờ tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào. Còn nếu tí nó đúc ông người có khoảng cách 2 mét hất về đúc ở đâu nó sẽ cuồng được tất cả anh em nhá. Hất về mặt nào chắc nó sẽ rung hai cái, mà lẻ nó sẽ rung một cái. Bây giờ tôi sóc luôn cho anh em, tôi đánh thử luôn anh em. Xong rồi có những tiếng quân đang nhảy anh em, đặt xuống là thu âm tận nghe anh em nhá. Máy báo rung một và đèn rung một rồi, trong mắt trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả các nội lẻ luôn. Mở này, không mở sai ba đèn này anh em này. Trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp rồi, có những cái quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nhá. Đèn nó nháy hai cái rồi, trong mắt trong nghĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này, không mở là một chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, quân lạc được, quát đĩa lạc được anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái đồ độc quyền rồi. Máy báo rung một rồi và nhé một cái rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này. Mở này, không bỏ sai, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát để cho anh em nhìn được cái đèn và cái độ rung nó như nào. Bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn người tôi đi kỷ niệm cho em vài ba thứ bạn này. Anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn nhé anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, trong quan trọng đến tất nhiên chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc rồi. Mở này, ai đã tính để chúng ra đây của tôi. Mở, không mở sai, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, đây những cái quân nó nhảy lên này, anh em cảm thấy rất lông nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nhá. Người thì làm sao nhận được ra đúng không anh em? Máy vẫn báo số 2 rồi, trong ba trong đến tất nhiên chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này, không mở là một chuyện xài anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc đây này, bạc đi rồi, máy báo số 1 rồi, trong ba trong đến tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả Hà Nội lẻ luôn. Mở này, ba đây này anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thua quân vị A1 là như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi và bát đĩa quân toán hoàn là xanh chín rồi. Bây giờ tôi sẽ để ra bát để tôi lập tiếp để cho anh em cảm nhận được cái đèn và cái độ nháy của nó như nào anh em nhá. Anh em nhìn thấy không, hai rung và hai nháy anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi, cái máy thua một vị A1 rồi, bát đĩa quân cán hoàn và xanh chín rồi. Bây cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha, kiểm chứng luôn cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mang hỏi bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi, cái đồ này anh em ạ, tôi đập bát và đập đĩa và xé quân luôn anh em. Anh em này, 100% là sai chín luôn, bát luôn anh em.
anh em này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Ra Bắc. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp đúng như video đấy. Cảm ơn xem clip. Kiểm chứng cho anh em 100% là xanh chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em 100% là xanh chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang mát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp với người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc Thăng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là xanh chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ Thăng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng sóc này. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ vào số 2. Mở đây, không bàn được chuyện sai. Trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này. Nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ vào lẻ. Mở đây. Ai đắc tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi. Mở đây, không bàn sai. Ba đèn này anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi. Mở này, không mà sai. Ba trắng anh em này. Tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này, không mở sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha.
chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bạn sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân toán hoàn là danh chí thôi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% sẽ chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem.